cô được nhà trường phân công cho chủ nhiệm lớp hát cả 17 này là 3 năm, từ năm lớp 10 năm nay là lớp 12. Thì trong hôm nay là cái ngày còn là ngày cuối cùng các bạn là kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sau này thì mỗi các bạn sẽ có những cái hướng đi riêng. Thì trong quá trình trong 3 năm chủ nhiệm lớp á thì cảm xúc rất là nhiều. Vui có, buồn có, thương thì rất là nhiều, có lúc có những lúc là các bạn thật sự là làm cô có những cái là rất buồn, rất là phiền, thì nhiều lúc nào nói các em không nghe lời. Nhưng mà thật sự ra là từ lúc khi các em chập chững bước chân vào trường 15 tuổi đến bây giờ là các em cũng là 17, 18 tuổi, trưởng thành rất là nhiều. Các em đã hiểu nhiều, cũng biết lắng nghe nhiều và đã từ những cố cầu con rất là non bây giờ cũng đã chậm gọi là trưởng thành hơn, hiểu lễ nghĩa hơn và biết lắng nghe thầy cô, và cũng đã trở thành những học trò ngoan của cô. Từ đó là tình cảm cô dành cho các em rất là nhiều. Nhưng mà ngày nay như mà để cô nói ra thành lời thì rất là ra là để mà nói thì rất là hiện tả cũng phải hết được cái cảm xúc của cô. Thì một lần cuối cùng là cô chỉ mong rằng là chúc tập thể các em được chúng ta đều được thành công trên con đường mà các em đã lựa chọn, và mãi mãi là những người công dân có ích của đất nước. Để cho em đâu từng ngày nào. That's right. Đôi mắt lấp lánh như vì sao, làm tim anh bồi rồi không biết nên thế nào. Em nói ta sẽ luôn còn nhau và đến mãi sau, không yêu cũng chẳng thấy cô đơn. Và thanh xuân như dần khép lại, có biết bao nhiêu mối tình, có biết bao lần thất tình, có biết bao phải là vô thứ không? Sao ta chẳng thử chở che cho nhau một lần thôi? Dù là đã quá trễ rồi, anh đã không còn cơ hội, chỉ đến bên và vô về, say cùng em như thế. Anh ngược trở về lúc xưa, khi ta cùng đi dưới mưa, anh sẽ hết. Cháu và năm học của mình thì hôm nay là ngày kết thúc, ngày cuối cùng để gọi là gặp được bạn bè trong lớp, thì mình cũng hơi buồn. Cháu và năm gắn bó thì cũng khá nhiều là cảm xúc vui buồn cùng nhau. Nói chung thì cũng mong là sau này các bạn cùng thành công trên con đường của mình chọn thôi. Chúc các bạn thành công. Sau 3 năm học với nhau, mong muốn sau này là các bạn đều thành công trong cuộc sống. Chỉ cần sau này đi học lớp đầy đủ là được. Sau 3 năm học cùng thì mình cảm thấy rất vui khi gặp được các bạn. Quá cảm động, quá cảm động, quá cảm động. Trời ơi, cảm động. 12 ăn cơm, 12 thành công. Yeah.
tôi mãi xa người thật.